Dạ em chào cô ba, hôm nay em rất vui được gặp cô ba. Cô ba dự định đầu tư cho ông xã cái xe nào đây? Hôm nay đầu tư hàng khủng nha. Có một bà chị ở bên Cam, bà đang làm mía, trồng mía. Thì bây giờ muốn là mua cái xe nó khoảng là 17-18 tấn gì đó để chạy qua để lấy chở mía về. Đó. Trời ơi, đang có mối hàng lớn cho nên là cần phải mua gấp. Chị... Rồi cái chị ông khổng lồ nào cái coi. Chị ba mà mua hàng lớn thì em có hàng chà bá lửa cho chị ba luôn. Đây, hổ vồ mắt. Hiện tại là con này hổ vồ mắt được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc về và có khối động cơ lên đến 400 mã lực. Rất là khỏe như vậy. Gấp đôi chị ha. Dạ. Đối với cái dòng hổ vồ mắt này chị ba thấy sao, đẹp không? Quá đẹp. Và cái giá nó cũng đẹp như chị ba vậy đó. Nghe là đẹp là khoái. Cái giá này hiện tại là ô tô của Cường em đang chào bán với giá khoảng 1.7 tỷ cho chị ba. Nếu như mà nói chung á là hội của chị thì như Cường cũng biết rồi đó. Dạ. Tiền bao la nhưng thích mua trả góp. À, trả góp đơn giản vậy. Ở đây ô tô của Cường em là làm hồ sơ là hỗ trợ chị ba là đưa trước tầm khoảng 500 là chị ba có thể sở hữu ngay một con hổ vồ mắt này. 500. Dạ. Thế thì chị vay thì khoảng bao nhiêu nhỉ? Chị vay tầm khoảng 1.3 tỷ, gần 1.3 tỷ. Mỗi tháng trả nhiêu ta? Trong khoảng 30 triệu trên một tháng thì trong đó đủ đồng một ngày chị ba chị bỏ ông heo cho em làm khoảng 1 triệu đồng trên một ngày. Ok. Thì mỗi ngày có mở mắt ra là chị bỏ vô 1 triệu bạc trong cái bóp để trả góp đúng không? Dạ. Ok. Tư vấn thêm cho chị một số các điểm cơ bản với lại cái con điểm mạnh để chị nói cho bà chị của chị xem sao nè. Thì đối với cái dòng xe hổ vồ mắt này là bên ô tô Phú Cường em bán rất là tự tin về cái chất lượng và sản phẩm như thế này. Tại vì sao tự tin là hiện tại xe này đang đi với lớp lớn là lớp 12R22.5 là lớp hiện tại là nó đang đi với mâm nhôm cho chị ba. Tải hàng hóa rất là khỏe và chắc chắn. Và hiện tại xe này đang đi với động cơ là máy man. Và hiện tại em nói máy lớn nhưng mà thực chất là nó ăn dầu nó rơi tầm khoảng là gần 30 lít trên 100 cây. À cái này quan trọng nó nhắc tới chuyện đó. Nói chung là thời buổi kinh tế thị trường mà sao mà xăng dầu nó tăng quá đi. Dạ. Đúng là mình chở hàng to nhưng mà phải tiết kiệm năng lượng. Dạ đúng rồi vậy. Tiết kiệm xăng dầu. Trước khi mà chị ba muốn bung toẹt em này ra thì trước tiên điều đầu tiên chị ba phải mở giùm em là cái mặt nạ ga lăng. À. Đây em mở cho chị ba xem nha. À. Giống như cái nút áo chị ba chỉ cần gỡ cái là nó bắt đầu là đẩy xi men nó lên. Ông bông lụa quá ha. Đúng rồi vậy, rồi bắt đầu em sẽ tiến hành là bật cái pin lên. À. Đối với cái xe này chị ba muốn thử, em cho chị ba muốn thử cho nó lên nha. Ồ. Giờ bây giờ á, chị ba ấn giùm em cái nút này. Ừ. Chị ba ấn, chị ba thấy như thế nào? Ủa sao nó rung rung vậy? Đúng rồi chị nè. À, lên bằng điện ha. Đúng rồi chị. Hay quá ha. Nếu chị ngồi lên trên này rồi chốc xuống được không vậy? Ừ. Nhưng mà chị ba sẽ bị té. Đùa thôi. Đó chị ba thấy bắt đầu là mới là hiện là nguyên cái gọi là máy. Đó. À đây đó ha, máy nó nằm dưới đây hả? Đúng rồi chị, máy nằm đây. Máy man, máy 400. À động cơ máy lúc nãy em nói chị đó đúng không? Dạ. To quá nhỉ. Dạ. Trời đứng đây thấy mình nhỏ bé ghê luôn á nha. Đó chị thấy hồi chị bung cái là thấy toàn bộ quả máy của xe, quả tim của xe. Em ơi cái này 1000 mã lực hay mấy ngàn mã lực vậy em? Dạ con này hiện tại là máy 400 là máy to nhất, ngang ngửa nó còn gần là đầu kéo á chị. Những con mà first line á của cái đầu cái đầu kéo Mỹ á là con này dung tích xy lên nó lên là 10.5 cc có nghĩa là rất là khủng chị. Những cái xe mà hạng thường thôi là nó rơi tầm khoảng là tầm khoảng 8 chấm, nhưng mà cái này là hạng khủng, hạng siêu sang á, siêu xe á là tầm khoảng 10.5, rất là khủng. Cái này là chị đi các đường Tây Nguyên như thỉnh thoảng cũng có kết hợp chở sầu riêng này nọ này. Dạ. Chị lên trên Đắk Lắk rồi Gia Lai. Dạ. Đi các đường đồi đèo núi được không? Sướng lắm chị, nói chung là chị cứ chạy là vô tư, em bao chị chạy. Ok. Quá tải con này rồi, số 1 nha chị ba. Dạ. Cái này kéo xuống thì cũng cho nó xuống lại chị. À đây ha. Đúng rồi chị ba. Em làm kéo xuống vậy coi nè. Nè bây giờ chị xuống xuống nè không? Giờ chị ba ấn cái nữa đi. À ấn. Đó chị ba thấy không? Nó xuống rất là đầm. Đó. Lên coi khoang cabin cái coi. Dạ. Chị ba thấy cái gọi là cái không gian cái nhà của tài xế như thế nào? Thật sự là leo lên rồi mới thấy nè, thoải mái vô cùng. Chị đứng mà nó còn hả 2 gian nữa là mới tới nè. Dạ. Quá thoải mái vậy, cái này cửa sổ trời hả? Đúng rồi, gió trời chị, cửa sổ trời chị. Giường ha. 2 giường luôn vậy. À 2 giường luôn ha. Dạ. Rộng rãi lắm nha, trời ơi. Ê, chỉ còn 1 giường thôi, 2 người nằm cũng được luôn á. Đúng rồi chị, nói chung là thoải mái nhất những anh tài xế mà khi chạy đường dài. Này đặc biệt có cái màn nó kéo nguyên khi mình ngủ á chị. Ừ. Mình kéo lại một cái là nguyên cái này là nói chung là không thấy gì cả.
mối xe này là chị khỏi cần nhà luôn, chị đi luôn với ông chồng chị. Họ dạ. Trên này luôn cũng được nữa. Đúng rồi chị ba. Hợp lý không? Dạ. Em thấy chị ba hơi nóng đúng không? Được đúng không? Ừ. Để em mở cái máy lạnh lên chị ba nha. À đây ha. Đây, đúng rồi chị. Đó. Mát vậy? Mát hơn. Và đối với cái dòng xe này em báo chị ba luôn là nó gọi là tích hợp những cái công nghệ hiện đại tiên tiến nhất. Đây hiện tại là bây giờ là chị thấy những cái màn hình rất là to đúng không? Ừ. Đây là màn hình giải trí nè. Ồ. Đó. Có kết nối internet được không em? Dạ, đầy đủ hết chị. À. Nói chung là nghe điện thoại hay gì đó nghe trên đây luôn. Đó. Và tất cả xe hiện đại là nó sẽ báo cho chị ba những cái gọi là lỗi hay là những cái vấn đề gì của xe ở trên đây hết. Chị ba chỉ cần nhìn đây là chị ba biết cái xe mình nó như thế nào hết. Tình trạng của xe. Ồ. Dạ. Ok. Ngoài ra thì á là ngồi ở đây luôn đi, hôm nay trời mưa ha. Dạ. Bây giờ nếu như mà chị chốt cái con xe này thì á là chị sẽ trả trước là 500 triệu. Dạ, khoảng 500 triệu rồi chị ba. À, 500 triệu. Thế là bây giờ chị sẽ móc ra liền triệu, chị để mỗi ngày chị phải để 1 triệu ha. Dạ đúng rồi chị ba. Ok, em trả góp trong vòng 7 năm. 7 năm chị ba, 84 tháng. Ngoài cái cabin xe nó bự thì đối với cái dòng xe này thì cái thùng nó cũng bự ngang ngửa cabin mà bự hơn. Mấy bẩn này cơm? Dạ con này tổng cộng của nó là có 9 bẩn. Ừ. 4 bẩn hai bên hông là 8 và hạ một bẩn sau là 9. Và kích thước con này là 9m7 lọt lòng. Ừ. Và chiều ngang nó đó là 2m370. Ồ. Và chiều cao của nó là 2m150. Đó. 2m150. Dạ. Ok. Rất là thích hợp cho chị ba chở mía khi mà qua cam. Ừ. Chỉ cần qua cam làm giàu là chỉ mua xe này. Thấy cái xe này quá là ok đấy, thùng này nọ mở ra như thế này mới thấy nó rộng nè, đứng lên trên cái khoang cabin mới thấy là nó rộng nhá. Dạ. Rất là phù hợp luôn á. Bây giờ sẽ về chốt cái con xe này để mấy chị em cùng nhau đi qua cam chở mía rồi chở cả khoai mì nữa. Hình ảnh chở sầu riêng lên Đắk Lắk luôn, quá là hợp lý. Đúng rồi chị ba. Ok. Buổi định sáng suốt. Trời mưa rồi, thôi đi bà làm hợp đồng với chị nè. Dạ em mời chị ba vào ạ. Dạ. Ờ khoan chị ba, em nghe nói chị ba nói là có những chị em chị ba muốn mua xe đúng không? Đúng rồi. Thì chị ba hãy mời những chị em chị ba lên tới ô tô Phú Cường. Ừ. Mua ưu đãi lớn hãy đến Phú Cường.